you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp. Một căn nhà với diện tích ngang 4 sâu vào 13,5 m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, trong đó có một phòng master và anh chị sẽ có 2 phòng ngủ vừa. Căn nhà đẹp nằm ngay trên con hẻm thông của trục đường Quang Trung phường 8 nha. Giá bán chỉ có hơn 6 tỷ đồng thôi. Hẻm trước nhà là con hẻm rộng 5 m, hẻm xe hơi, hẻm thông, tọa lạc tại trục đường chính Quang Trung phường 8 Gò Vấp, gần với ngã ba đường Quang Trung và đường Tân Sơn nha anh chị. Đấy, hẻm xe hơi nhá. Chúng ta cùng nhà đất Ba Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn nhà vừa mới xây xong, sổ hồng hoàn công đầy đủ hết rồi, hơn 6 tỷ nha quý vị. Chúng ta sẽ được bố trí xây dựng hết đất, tường thì đã được dán dán tường và ốp nhựa PVC. Dưới sẽ là khu vực phòng tiếp khách và gara ô tô, sẽ được ốp gạch 80 gạch trắng nha. Trên chúng ta sẽ có đèn led, đèn chùm thạch cao. Đấy, bếp thì được đưa lên tầng lửng. Dưới phòng khách sẽ là, dưới tầng trệt sẽ là phòng khách và gara ô tô, xe máy. Đây, diện tích rất là ok luôn, ngang 4 sâu vào 13,5 m. Trong đây sẽ là không gian phòng khách này, tặng lại tivi 65 inch, sofa. Và trên thì chúng ta sẽ được ốp kính làm đèn chùm thạch cao. Tường thì được ốp nhựa và dán giấy dán tường. Phía trong cùng sẽ là cầu thang và phòng vệ sinh, nhà vệ sinh. Đấy, có lavabo rửa mặt, gương led phía bên ngoài, gạch ốp cao đụng trần. Đấy, căn nhà chỉ có giá bán có 6 tỷ 600 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho anh chị nào thiện chí mua nhanh. Hẻm thông xe hơi, tọa lạc tại trục đường chính Quang Trung phường 8 Gò Vấp. Căn nhà quá đẹp, quá sang luôn nha quý vị. Cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương sa mạc đá đen, chạy đèn led, tung rộng tầm 90. Di chuyển lên trên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Ở đây thì chúng ta được tặng lại bàn ăn 6 ghế, có bếp điện từ, máy hút mùi, tủ bếp gồ An Cường, và có tặng máy tủ lạnh Capper 2 cánh. Trên chúng ta sẽ có quạt trần và đèn led thạch cao. Đấy, căn nhà trang trí rất là sang, ngang 4m4 sâu vào 14m. Giá bán của em nó chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này hãy gọi ngay và luôn về tới bên em theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà quá là ok nha, quá là ok luôn. Chúng ta sẽ được trí một tủ bếp của An Cường, dán đá và trang trí đầy đủ hết nội thất rồi. Full nội thất khoảng tầm 500-600 triệu đồng. Nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng master, tặng tủ lạnh Capper 2 cánh này, tủ rất là lớn ở phía trong đây. Đấy, cầu thang đục rộng 90, chạy đèn led rất là đẹp. Và di chuyển lên trên lầu 1, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ master nha. Phòng ngủ master trên này thì rất là rộng, ốp sàn gạch da gỗ, trang trí cực kỳ rộng thoáng luôn. Ở đây thì đang lắp thêm cái đèn chùm và trang trí thêm nội thất nha. Đây, có đèn chùm này, led thạch cao đầy đủ hết rồi. Ban công phía bên ngoài, máy lạnh, gương led đầy đủ hết luôn. Nhà vừa mới làm xong, vừa lên sóng. Trong đây có một cái khu vực tủ thay đồ và nhà vệ sinh khá là lớn luôn. Đấy, bồn cầu khối, lavabo dưới bàn, gương led, gạch ốp cao đụng chân,
và vách kính và inox đen. Căn nhà cực kỳ đẹp, hẻm thông xe hơi của trục đường Quang Trung, phường 8 Gò Vấp. Đây, chúng ta cùng em tiến lên khu vực lầu 2 nhé. Lầu 2 sẽ là không gian phòng ngủ số 2 và số 3. Không gian phòng ngủ số 2, số 3 trên đây thì cũng đã được trang trí quá là ok luôn. Nội thất đầy đủ hết, ốp sàn gạch da gỗ. Đây, nội thất đầy đủ hết luôn, phòng ngủ rộng. Phòng ngủ số 2 này thì cũng rất là rộng, có ban công đường trước và giường đệm. Nội thất gỗ ăn cường cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chúng ta có máy lạnh Capper. Trang trí rất là ok luôn nha, giá bán 6 tỷ 6, vẫn còn thương lượng cho anh chị nào thiện chí mua nhanh. Chúng ta thương lượng thoải mái nha. Di chuyển sang bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 3. Nhà thì có 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, mỗi lầu mỗi cái nhà vệ sinh nha. Này thì toilet có lavabo rửa mặt gương led phía bên ngoài và khu vực vệ sinh và tắm kính ở phía bên trong. Căn nhà quá là ok, quá là hấp dẫn luôn. Bên đây sẽ là phòng số 3, phòng ngủ cho trẻ em, cũng có máy lạnh, giường 1m2 kèm với tủ và kệ tivi. Có là đầy đủ hết rồi. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Căn nhà mình thì rất là đẹp, rất là sang, hơn 6 tỷ đồng. Hướng của căn nhà này thì đang có hướng chính sẽ là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Và di chuyển lên phía bên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng giặt, sân thượng, phơi đồ kèm với phòng toilet số 4. Trên này thì có tặng máy lạnh cấp tủ lạnh máy giặt Capper luôn. Có kệ cho chúng ta để quần áo nha. Đấy, máy lạnh Capper kèm với một cái kệ để quần áo ở đây. Một cái nhà vệ sinh nhỏ trên này. Đấy. Phía bên đây sẽ là không gian phòng thờ. Đây, phòng thờ rất là rộng rãi luôn. Và sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Sân thượng ở đây thì đã được bố trí ốp gạch sạch sẽ, làm khung sắt cho đèn kết hoa, trồng cây xanh đầy đủ hết rồi. Căn nhà mình với giá tiền chỉ có 6 tỷ 6, vẫn còn bớt. Đấy. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.